Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở cái video lần này thì mình sẽ giải đáp một câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi mình, cũng như là mình cảm thấy là cần phải giải đáp ngay từ khi mà mình bắt đầu cái channel này rồi. Đó là về việc sáp uốn tóc là gì, nó có bao nhiêu loại, cũng như là nó phù hợp với lại những chất tóc như thế nào và cách sử dụng chúng ra sao. Ok, nếu như các bạn quan tâm đến những nội dung đó, hãy tiếp tục xem video này nhé. Let's go. Trước tiên chúng ta hãy đến với định nghĩa sáp uốn tóc là gì nhé. Mình biết ở đây có rất là nhiều bạn sử dụng cái sản phẩm này hàng ngày luôn, nhưng mà lại không biết được định nghĩa chính xác của sáp uốn tóc là gì. Thì nói một cách đơn giản á, thì sáp uốn tóc là một cái sản phẩm có chứa dầu và sáp. Ví dụ như là sáp ong nè, sáp candelilla hoặc là conopa, dùng để tạo kiểu tóc hàng ngày. Một trong những cái thành phần mà các bạn dễ phân biệt nhất sáp uốn tóc và những cái sản phẩm tạo kiểu khác, đó chính là polymer. Nếu như các bạn phát hiện một cái sản phẩm sáp uốn tóc nào có chứa polymer thì gần như 90 đến 100% đó là một sản phẩm sáp uốn tóc. Sáp uốn tóc được ra đời thì nhằm mục đích là để thay thế cho các dòng gel vuốt tóc đã trở nên khá là lỗi thời và lạc hậu, cũng như là bộc lộ khá là nhiều khuyết điểm trong cái việc mà tạo kiểu tóc cho nam giới. Hiện tại trên thị trường có rất là nhiều những chủng loại sáp vuốt tóc rất là đa dạng về chất sáp, màu sắc, kích cỡ. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta hãy gom nó lại thành những cái nhóm sau phụ thuộc vào chất sáp nhé, để chúng ta có thể dễ hình dung được là có bao nhiêu loại sáp uốn tóc trên thị trường. Đầu tiên đó chính là pomade. Tại sao mình lại nhắc đến pomade đầu tiên? Tại vì đây là một cái dòng sáp uốn tóc có cái tuổi thọ lâu đời nhất, cũng như là ông tổ của tất cả các loại sáp uốn tóc trên thị trường hiện tại. Những cái loại sáp uốn tóc khác đó, các bạn có thể gọi nó là pomade cũng được, không sao hết, bởi vì nó là một nhánh được tách ra từ pomade để phục vụ những cái mục đích khác. Và những cái loại pomade đầu tiên trên thế giới cũng đã xuất hiện cách đây, theo mình nhớ không lầm là cũng khoảng vài trăm năm hoặc thậm chí là cả ngàn năm rồi, từ khi mà cái lúc mà con người biết chế biến những cái loại mỡ động vật thành những cái sản phẩm để chúng ta có thể vuốt lên tóc, tạo một cái độ giữ nếp cũng như là tạo cái độ bóng trong những cái giới quý tộc ngày xưa các bạn. Và những cái sản phẩm đó đã hình thành những cái dòng pomade gốc dầu đầu tiên trên thế giới. Thì hiện tại pomade được chia thành gốc dầu và gốc nước, và trong gốc dầu và gốc nước nó còn chia thành nhiều loại phức tạp hơn nữa. Và những cái vấn đề này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong một cái video khác, bởi vì nó khá là phức tạp đấy. Thì những cái dòng pomade có rất là nhiều những cái thương hiệu tiêu biểu. Hiện tại ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái thương hiệu mà mình nghĩ là khá nhiều bạn biết, đó là Rosol. Thì hiện tại trên bàn mình là có Rosol màu hồng nè. Đây là dòng pomade gốc dầu nha các bạn. Pomade gốc dầu giữ nếp rất là tốt, tuy nhiên là hơi khó vò rửa. Và những dòng như là pomade Rosol xanh dương như thế này, thì những cái dòng này là pomade gốc nước thuần, có nghĩa là pomade gốc nước chính thống. Và những cái dòng pomade xám, Rosol xám như thế này là những dòng pomade gốc nước không chính thống. Bên cạnh đó thì vẫn còn rất là nhiều những cái thương hiệu pomade khác như là Dreams, Ronriese, Cardian, vân vân và vân vân. Và tiếp theo chúng ta hãy đến với chất sáp wax, là cái chất sáp mà đầu tiên khởi đầu cho cái kỷ nguyên sáp uốn tóc hiện tại. Thì như mình đã nói ở đầu video cách để các bạn có thể phân biệt một sản phẩm đó có phải là wax hay không, đó chính là thành phần polymer. Chỉ cần các bạn tìm thấy được thành phần này ở những cái sản phẩm thì gần 90 đến 100% đó là một sản phẩm wax. Hiện tại trên thị trường có rất là nhiều những sản phẩm wax nổi tiếng như là Morris Modig Balm nè, 1821 Manic Wax hoặc là Spawn Wax, Has the Co Wixen. Đây sản phẩm mà mình đang có ở đây. Thì đây là những cái sản phẩm wax rất là nổi tiếng trên thị trường. Cách phân biệt nó với lại những cái sản phẩm khác thì như là đầu video mình cũng đã nói, đó chính là thành phần polymer ở trong cái thành phần. Các bạn đọc cái thành phần thì các bạn cũng có thể tìm ra được. Công dụng của wax thì tất nhiên rồi, đó chính là tạo kiểu tóc, và trong đó cũng chứa một số những cái dưỡng chất để giúp cho tóc chắc khỏe hơn nữa. Ok, và tiếp theo chúng ta hãy đến với một chất sáp khác mà mình rất là thích, đó chính là chất sáp cream. Thì cái chất sáp cream này theo như mình thấy nó cũng là một phân nhánh của wax, tuy nhiên nó sẽ mềm mịn hơn và nó có chứa khá là nhiều cái thành phần nước ở trong đó. Do đó khi mà các bạn tiếp xúc với lại cái chất sáp này, các bạn sẽ thấy nó hơi nhão và hơi nhoét một chút, tại vì cái thành phần chủ yếu của nó là nước mà. Thì ở trên bàn mình đây có một cái sản phẩm cream cũng khá là nổi tiếng, đó chính là Morris Modig Balm hoặc là Manaman Matte Cream. Thì đặc tính của những cái dòng này là nó sẽ mang đến cho các bạn một cái độ giữ nếp không quá cao đâu, Vì vậy nếu các bạn có ý định sử dụng những sản phẩm cream mà các bạn cần một cái độ giữ nếp cao á, thì những sản phẩm này theo mình nghĩ nó sẽ mang đến cho bạn một sự thất vọng đó. Tại vì đặc tính và ý đồ của những người làm ra sản phẩm cream á, đó chính là mang đến một cái trải nghiệm vuốt cao cấp. Khi mà các bạn vuốt cái sản phẩm cream á, thường là các bạn sẽ không cảm thấy một cái sự khô rít và các bạn sẽ cảm thấy tóc rất là mượt. Do là những cái thành phần ở trong những cái sản phẩm này á, nó chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất cũng như là những cái dầu dưỡng làm cho tóc của bạn trở nên mềm mượt hơn, và đi kèm đó là một cái độ giữ nếp tầm khoảng trung bình hoặc thậm chí là thấp cho đến là cao. Cũng sẽ có những sản phẩm đạt đến 2 hôn, có nghĩa là cái mức mình theo mình thấy là cảm nhận là cao nhất hiện tại cho những cái sản phẩm cream hiện giờ. Và bên cạnh đó thì những cái sản phẩm cream cũng sẽ mang lại cho các bạn một cái độ bóng, có thể là bóng mờ hoặc thậm chí là có những cái loại bóng lên tới natural luôn, có nghĩa là tự nhiên luôn á. Thì một số những cái sản phẩm cream hiện tại trên thị trường như mình giới thiệu là có Morris Modig Balm nè, Manaman Matte Cream nè, hoặc là Hans de Foucault Green. Đó cũng là một trong những cái sản phẩm mà mình thấy là khá là phổ biến trên thị trường. Ok, và chất sáp tiếp theo đó chính là Fiber Wax. Thì đây cũng là một cái nhánh tách ra từ wax. Nó có một cái đặc điểm khá là thú vị mà mình rất là thích. Đó chính là khi mà các bạn break down ra tay á, và các bạn đập tay vào như thế này nè, và các bạn kéo ra, thì những cái loại chất sáp có cái tính chất fiber ở trong đó thì nó sẽ tạo ra hình sợi. Sợi nó bay bay như thế này và kéo ra như thế này, rất là thích. Khi bạn break down mình sẽ cảm thấy điều đó. Và cũng giống như trước đây mình đã từng đánh giá cái con Blumaan Tê Giác này nè. Nếu các bạn nào chưa xem thì mình sẽ để link ở phía bên dưới phần mô tả nhé. Đối với những sản phẩm Fiber Wax á, thì các bạn nên nhớ là nó sẽ đạt cái độ giữ nếp chỉ từ trung bình cho đến cao thôi. Bởi vì cái ý đồ mà người ta sản xuất ra những loại sản phẩm như thế này á, là tận dụng những cái dưỡng chất có trong nó, giống như là những cái sản phẩm cream vậy. Tuy nhiên cái điều khác biệt giữa Fiber Wax á, và cream đó chính là cái khả năng ổn định nếp tóc, cũng như là cái việc mà chúng ta vuốt lên tóc đó, nó sẽ làm cho tóc rất là thoải mái và nhẹ nhàng, và giống như là các bạn không hề vuốt bất cứ một cái sản phẩm nào lên tóc nữa đó. Tóc các bạn rất là tự nhiên, thoải mái. Khi mà các bạn muốn đưa tay vào để mà bạn vuốt và restyle lại á, thì các bạn sẽ cảm thấy cái độ mượt mà của nó, và cái tóc của bạn nó sẽ không chín hay là không có nhiều những cái sự khó chịu, cũng như là rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Một cái điểm mạnh khác của những dòng Fiber Wax là nó có chứa những cái chất bảo vệ nhiệt và có khả năng sử dụng như là một cái sản phẩm restyle rất là tốt. Và kết hợp với cái khả năng để mà tạo kiểu tóc thì các bạn có thể sở hữu một cái sản phẩm 2 trong 1 chỉ bằng cách mua một cái sản phẩm có chất sáp fiber như thế này. Thì cái khả năng mà restyle bằng sáp á, đặc biệt như là con Blumaan Tê Giác này, thì nó cũng đã được khẳng định trên thị trường rất là mạnh rồi, rất là dữ rồi. Khi mà các bạn restyle bằng những cái dòng sáp như thế này á, các bạn sẽ tạo được cái độ phồng rất là tốt, cũng như là cái phần tóc nó ổn định và chắc chắn, ngay cả đối với việc cạnh tranh với lại những cái sản phẩm restyle chuyên dụng như là Bonafide hoặc là Slick Zero, thì nó vẫn có những cái ưu thế mà những cái dòng xịt không thể nào đáp ứng được. Hiện tại những cái sản phẩm Fiber Wax nổi tiếng trên thị trường hiện tại á, thì mình điểm danh thì sẽ có con Blumaan Tê Giác này, con Bivillain Black Fiber và con Nitro Wax. Thì đó là những cái sản phẩm mà mình thấy là khá là phổ biến trên thị trường và các bạn có thể dễ dàng để tìm mua nó. Đến với chất sáp tiếp theo, đó chính là chất sáp Paste. Thì chất sáp này nó cũng chỉ mới nổi một cái thời gian gần đây thôi, khi mà cái nhu cầu mà tạo ra một cái loại sáp vuốt tóc có thể phù hợp với lại rất nhiều những cái loại chất tóc khác nhau. Tóc mỏng cũng có thể xài được nè, tóc trung bình cũng vậy, và tóc dày cũng có thể xài được. Thì chất sáp Paste đã ra đời để phục vụ cái mục đích đó. Thì đặc điểm của cái chất sáp Paste này á, nó có một cái độ giữ nếp thay đổi rất là linh hoạt luôn, tùy theo ý đồ của nhà sản xuất. Có thể các bạn có thể tìm thấy một cái chất sáp Paste có độ giữ nếp chỉ tầm khoảng trung bình thôi, nhưng mà các bạn vẫn có thể tìm được những cái sản phẩm có chất sáp Paste có độ giữ nếp cao hoặc thậm chí là mạnh đến mức stronghold luôn, tùy theo cái ý đồ của cái nhà sản xuất làm ra cái sản phẩm đó. Một trong những cái điểm mạnh khác của chất sáp Paste đó chính là độ phồng. Khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm Paste á, các bạn sẽ cảm thấy cái độ phồng của mình rất là cao, rất là tốt, cũng như bên cạnh đó nó sẽ tạo một cái độ khô rít nhất định, làm cho cái khả năng hút dầu, hút ẩm của nó cũng như là cái khả năng chống chọi mũ bảo hiểm của nó phải nói là rất là tốt luôn. Mặc dù vậy, trên thị trường hiện tại vẫn có những cái sản phẩm Paste hướng ẩm cũng như là mang lại cho các bạn một cái độ mượt mà khi mà bạn vuốt. Do đó mình có thể nói là cái sản phẩm paste này nó rất là linh hoạt và rất là đa dạng, tùy theo cái sự sáng tạo cũng như là cái mục đích mà nhà sản xuất ra sản phẩm này. Và giờ là dòng sản phẩm cuối cùng của video ngày hôm nay, đó chính là Clay Wax, và cũng là dòng sản phẩm vô địch trên thị trường hiện tại, xét riêng về số lượng và chủng loại. Tại vì sao? Tại vì bất cứ một thương hiệu nào cũng muốn sở hữu cho mình một con Clay Wax. Do đó cứ một thương hiệu đẻ ra 1 đến 2 con Clay Wax, và thế là trên thị trường xuất hiện hàng đống con Clay Wax khác nhau. Và ưu điểm của những con Clay Wax là gì? Nó có thể kết hợp được giữa ưu điểm của một wax, đó là khả năng giữ nếp cũng như là ổn định nếp rất là tốt, và bên cạnh đó là một cái thành phần clay ở trong đó sẽ giúp cho các bạn tạo được một cái độ giữ nếp lâu hơn và mạnh hơn, giúp cho những cái dòng sản phẩm này trở nên phổ biến hơn đối với người tiêu dùng. Để phân biệt clay wax với lại các dòng sản phẩm khác thì cũng rất là đơn giản thôi, đó chính là thành phần clay với 2 đại diện tiêu biểu, đó chính là bentonite clay, kaolin. Thì bất cứ một cái sản phẩm nào các bạn tìm thấy những cái thành phần này thì các bạn có thể gọi đó là một sản phẩm clay wax. Cái lượng clay này nhiều hay ít tùy thuộc vào nhà sản xuất cũng như là cái ý đồ của họ khi mà sản xuất ra cái sản phẩm này. Thì các bạn có thể đọc cái phần thành phần của những cái sản phẩm để biết được là cái lượng clay trong cái sản phẩm nó nhiều hay ít. Ví dụ như là những cái sản phẩm có cái lượng clay nhiều thì cái vị trí của cái thành phần clay này nó sẽ nằm ở phía trước. Nếu các bạn chưa biết thì những cái thành phần nào được sử dụng nhiều thì họ sẽ để ở đằng trước trong cái phần thành phần, và những cái sản phẩm nào mà cái lượng dùng ít họ sẽ để ở những vị trí sau hơn. Và các bạn có thể căn cứ vào vị trí của thành phần này ở trong cái bảng ghi thành phần và xác định được là cái sản phẩm này nó sẽ chứa bao nhiêu clay ở trong đó. Nếu như cái sản phẩm clay wax chứa nhiều clay ở trong đó thì sản phẩm này sẽ có một cái độ giữ nếp rất là tốt, đi kèm một cái độ phồng rất là cao, cũng như là sẽ có một cái thời gian giữ nếp cũng khá là dài đấy. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có khả năng hút dầu, hút ẩm và cái khả năng chống chọi mũ bảo hiểm rất là tuyệt vời luôn. Mặc dù vậy thì nhược điểm của những cái sản phẩm này đó chính là nó khá là nặng, cho nên là những cái bạn nào mà có chất tóc mỏng đi một chút hoặc là thậm chí là dưới trung bình một chút thôi là các bạn sử dụng cái sản phẩm này các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu, cũng như là cái độ nặng của chất sáp sẽ làm cho tóc của các bạn nhanh bị đổ nếp hơn. Bên cạnh đó thì vẫn có những cái sản phẩm clay wax có cái thành phần clay này nó cũng khá là ít thôi. Ví dụ như là ở đây mình có con Dynamite Clay này đi, thì cái thành phần clay của nó các bạn có thể để ý là nó nằm ở vị trí thứ 3 lần, cho nên là cái sản phẩm này nó sẽ khá là nhẹ. Do đó là những cái bạn nào có được những cái chất tóc như là chất tóc mỏng đến trung bình đi thì các bạn sẽ sử dụng những cái sản phẩm như thế này rất là thích hợp. Những cái sản phẩm clay wax tiêu biểu trên thị trường hiện tại các bạn cũng có thể dễ dàng tìm được thôi, đó chính là huyền thoại Kevin Murphy Road Rider đi, hoặc là Hans de Fuko Claymation, hoặc là Blumaan ngựa vàng, hoặc thậm chí là con sáp quốc dân volcanic clay. Volcanic clay này cũng là một clay wax. Những cái sản phẩm clay wax như thế này nhé rất là phổ biến trên thị trường và hầu như là nhắc đến thì ai cũng biết hết á. Xét đến những cái chất sáp Việt đi thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm clay wax tiêu biểu như là con Original Clay này nè, hoặc là những cái sản phẩm như là con First Time này cũng vậy, của Stephen Dolan 603, thì đó cũng là một sản phẩm clay wax theo mình thấy là khá là chất lượng trên thị trường. Ok, hy vọng qua video lần này thì mình đã phần nào đó giúp các bạn có thể hiểu thêm được về sáp vuốt tóc, cũng như là sáp vuốt tóc là gì, có bao nhiêu loại sáp vuốt tóc trên thị trường, cách sử dụng chúng ra sao và chúng phù hợp với lại những chất tóc nào. Nếu như các bạn còn bất cứ những cái thắc mắc nào các bạn cứ để lại câu hỏi ở bên dưới nhé, và nếu mình trả lời được mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc đó. Quên, cũng sắp bước sang năm 2020 rồi thì cá nhân mình xin gửi lời chúc đến những bạn đang theo dõi kênh của mình một cái lời chúc may mắn cũng như là sức khỏe trong năm mới nhé. Thì những cái video trong năm mới thì mình sẽ tập trung cải thiện chất lượng cũng như là cái nội dung của kênh của mình từ những cái góp ý của các bạn, và mình rất mong nhận được thêm nhiều hơn nữa những cái góp ý của bạn để xây dựng và phát triển kênh ngày càng tốt hơn nhé. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này hãy like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc. Ok.